cỡ đó, quýnh cỡ đó trời luôn. Hết rồi, trời không được, giờ tóc biến gì trời. Trời ơi, xếp liền kìa. Mua gì đấy. Đó. Cướp. Trò hơn sóc điện ăn. Nó không đủ đam rồi. Đậu xanh châu vậy. Trời ơi lên gậy không có châu kìa. Trời ơi, gì đi. Bóp hay. Đấy, phải vậy. Nếu mà 21 mới tính theo thì quá muộn luôn rồi thôi. Chắc thôi, nghĩ là chắc hợp với stream thôi. Không theo được. Anh làm stream hợp nhất, chứ anh chuyên không nổi đâu. Rồi anh chuyên thì nhưng cực lắm, nhưng mà nó phải kiểu là lập team rồi đó, thằng được tài trợ chứ đâu không gọi là nào. Bởi vì nó mơ hồ lắm. Cỡ đó, quýnh cỡ đó liều quá, mà đứng luôn đấy. Cái đợt cay vậy, cái đứt không hồi kịp. Sai lầm. Nó trâu quá, không dám vô á. Đồ. Phải có người bảo hành, nó phải uy tín nha. Nhiều khi nó lực lỏng, nó kêu rồi sao bị ban, nó không gỡ cho mà xong. Thì tầm 1 tháng nó ban lần á. Cỡ tháng rồi nó quét IP lần, nó không phải ở bên hàng kia, nó ban. Cái gì vậy? Ơ cơ điều vậy? Bắn xuyên rip không kìa. Trời ơi, phá né được lực kèo dữ luôn rồi. Đang... rồi. Châu quá, nhìn nó lười lười dồn, mà dồn nó chết à. Châu đâu châu chứ. Dồn nó nào nó chết. Nè, châu châu chứ mà không bốn đi à. Nói không, cái bông quân anh mượt hơn hả? Chứ sáng chơi game đầu bô lũng quá. Rồi xưa tôi combo này dễ lắm. Nhắm mắt combo cũng được. Nó sáng mù mù mắt mà pha. Sáng quăng hụt. Bà nó quăng hụt nguyên cây luôn. Mà xưa nhớ em quy giấu hụt rồi, xưa sách của em quy hụt được hay trời. Thôi vậy? Sáng combo hụt, nó kỳ kỳ. Nhớ em quy sao hụt được. Cái đợt cái đậu xanh thằng này đâu có món gì chống sát lực á nè. Sát lực thì em nên tăng thôi, kiểu giáp máu cũng chống được mà.
Chắc là cho sinh giác thôi, chứ là cho đam mạnh cho em sóc thì mấy con máu giấy á, mấy con chỉ AD hay gì nọ để cái chiêu nó mạnh hơn, đam mạnh hơn. Mà sau đó mấy con tăng em cũng không sóc được, nếu em không có xuyên giáp. Thì là mấy con tăng ừ tiêu. Là mấy con ăn tăng mà em không có xuyên giáp thì không có dồn được, chỉ dồn mấy con máu giấy thôi. Nhưng bên kia mấy con giấy không, nhưng mà có giáp này, không có máu. Giáp không cũng vậy à. Magic. Sợ nấp nấp đây quá à. Giống kiểu con nhà người ta quá vậy. Chứ mà không dám tới mức không tới mức đó. Mà chứ mà không dính đó chứ. Dính mỗi cái hồng dính tới game là hết con nhà người ta rồi. Người lớn thì người lớn kỳ thị game lắm thì tôi bị nói hoài tôi biết mà. Sao mà mê game không mà bị chửi hoài. Tệ nạn cái kiểu kia nọ. Là dính game mà không phải con nhà người ta. Con nhà người ta phải học giỏi, tôi học cũng bình thường không giỏi. Ít ra đậu tốt nghiệp thì khi thôi. Không giỏi. Người ta học giỏi rồi, cái trời không dính cái đó gì đó, kiểu dễ vậy. Không mà tôi cũng thích nó lắm. Không hiểu cũng tù. Nha, không ăn chơi không quậy phá thì rồi. Nó nhậu quậy phá tệ nạn kia được rồi, mê mỗi game. Thôi giờ hết ba game đi, dễ đâu hơi đứa đứa. Ra. Gì mà càng ghê vậy? Cái gì ở tàng hình nó mất tiêu nhìn tội vậy. Ok cái nước luôn. Giờ hết chơi Quina giải win con rồng vậy. Giữ sai sai nha. Đổi nghề á. Không phải Quina quýt ăn thấp được hơn rồng. Ăn thấp Sida. Quina nó quýt một mình nó không có kiểu cái gì mà nó lao chủ ta chết hoài. Ê hả? Đỡ anh hai, chỗ anh hai này. Ê. Xua giải bay kịp luôn á hả? Này đó tham mình đó, tham mình đó, nó chết đó. Tay nhanh lắm, tay không già. Tôi được cái là không bị già, không bị chậm tay, hay bị rung tay. Thế nó không nhanh, bởi chơi cái con này được, không sợ. Bị cái không có còn nhiệt huyết như xưa chứ. Cái 3 combo là easy. Cổng nào chạy ra ta. Nào đây cái khùng đó. Dạ. Mày ơi. Ủa cầm công nghệ được gì ta? Ghê vậy. Mấy game nhớ đợt còn mà. Ủa nó trâu quá vậy? Bà nổi hàng gì cái dồn rờ đúng rồi, ẩu vậy ta. Ủa quỷ lên phun giáp trâu gì? Thằng Akali nó nhớ tôi mới gặp nó xong. Mày gặp nữa. Nó nhớ là vậy. Chị ba ông Thảo hả? Ghê vậy? À hiểu đúng cũng chắc chắc đó, một trăm cát à. Chết nhỏ. Chết nhỏ luôn rồi. Ồ, em biết ở đây tôi đúng không? Đâu ngờ ghê muối ghê. Con xe kia là giải nguyên ta 188 nè. Ồ chắc anh đi rồi, anh đi kia nga nữa anh đi rồi. Về ngày cũ kia nga, cũ kia nga. Còn ngày cũ ngày bị cháy. Tính ra nó cũng không khác gì cái con cái meta cũ hết trơn á. Quina không khác gì mấy, tưởng có cái trượt mấy còn khác cái gì á, cái món quá muội nó còn khác combo một chút, lướt hai lần lướt lính cái kiểu. Mà lên kiểu này giống nhau, đâu có khác cái đồ cũ đâu, combo y chang. Nên vẫn đây được, nhưng mà đồ cũng mạnh không biết.